Nói có vẻ đơn giản là cứ tập thể dục đi, cứ ăn kiêng đi, ít mỡ, nhiều rau, ít tinh bột. Nhiều người nói được nhưng mà làm không được, rất khó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thí sinh nữ cân nặng đã từng là áp lực rất nhiều cho cô ấy. Và cô ấy đã từng tự ti rất nhiều, đã từng khóc rất nhiều hàng đêm. Và cô gái ấy chính là Ánh Nguyệt. Cách đây 17 năm mình cũng là vận động viên taekwondo của tỉnh, tập một cường độ rất là cao. Nhưng mà trở lại một cái cường độ tập như vậy thì mình gặp nhiều khó khăn. Có những động tác mà hồi xưa mình làm được nhưng mà cuối cùng nay mình không thể làm được. Vấn đề khó khăn trong tập nhảy của mình đó là diễn xuất. Mình cũng không phải là một dancer chuyên nghiệp. Trương Nam Thành đã phải dạy mình từng bước một. Mình nhớ là đêm đó là chương trình dắt mình đi uống cà phê. Và khi bước chân lên tới đó thì mình thấy là ô, quán này sao đẹp quá, chỗ này đẹp quá mà tại sao bên cạnh mình lại không có chồng có con để mà hưởng thụ một cái niềm vui này với mình. Nhưng lúc đó là mình muốn chạy về với gia đình thôi. Gần như là có những lúc mà nhớ chồng con gần như muốn bỏ cuộc, để muốn được chạy về ôm chồng ôm con mà thôi. Xin chúc mừng bạn. Dạo này còn khóc nữa không? dạ cũng còn hơi hơi. Không có gì phải khóc nữa. Bởi vì đang đến một chương trình giúp bạn thay đổi hoàn toàn về ngoại hình. Không khóc nữa. Hứa. Dạ em xin hứa và cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ là những ý kiến nhận xét từ giám khảo John Huy Trần. Xin mời anh. Đừng nói gì người ta khóc nha. Thì anh Nguyệt hứa với John Huy là Nguyệt sẽ không khóc sau khi nghe cái nhận xét của mình nha. Dễ thương, trang phục đẹp và nhạc rất hay. Mà về cái bài no là không. Cái gì mà dễ sợ vậy, tôi đâu đến nỗi vậy đâu trời. Không, tôi hiểu ý Trần Nhi muốn nói. Tức là bây giờ tôi anh sẽ nói nha. Dạ. Như cái ý anh em mình trao đổi. Thực sự ra cái bài này Nguyệt à, nó như một bài thể dục nhịp điệu vậy á, chứ nó không phải là một cái bài nhảy. Giữa bạn với Trương Nam Thành không có cái sự phối hợp ăn ý nó nhịp nhàng. Tôi nghĩ là nó có vấn đề trong khi bạn tập tành. Dạ, cái sự kết hợp với nhau là thiếu, rất là thiếu. Giao lưu với khán giả thì rất tốt, nhưng mà cái sự kết hợp với nhau thì rất là không... Không có ăn ý lắm. Dạ. Và nó không có đồng đều lắm. Cho nói xong chưa? Con muốn nói gì không? Dạ, nói xong rồi. Dạ, chắc được rồi. Chúng tôi nói xong rồi. Đối với Hưng thì Hưng quan sát thì Trương Nam Thành là một huấn luyện viên trong một phòng tập gym. Và cô nàng này đến phòng tập đó và thấy anh chàng này quá đẹp trai và làm mọi cách để gây được sự chú ý.
Nhưng anh chàng này đã bỏ qua cái sự gợi cảm, cái sự mà làm quá đó của cô nàng này để đưa ra những động tác khó hoặc là làm khó cho cô này. Đó là cái ý tưởng mà các bạn làm. Phải thì, không? Dạ vâng. Phải ý tưởng vậy không? Đó là ý tưởng của... Ồ, hay quá em ơi, Hương ơi, em hay quá em ơi. Dạ vâng. Ngay cả cái ánh mắt mà khắc khoải và mong muốn và khao khát để sở hữu và lại gần cái người huấn luyện viên đẹp trai mình thích đó là nó có ở trong mắt của Ánh Nguyệt. Và tuy nhiên đúng là có một vài động tác nó hơi bị chệch choạng, nhưng Ánh Nguyệt lấy lại rất nhanh. Em cười và em che lấp và em diễn mạnh hơn để lấp tất những cái điều đó. Hương nhìn thấy được điều đó rất là rõ ràng, tại vì không ngại để nói mọi người rằng là Ánh Nguyệt là thí sinh Hương rất thích. Còn một cái điểm nó rất cá nhân của riêng Hương nữa, lâu lắm rồi Hương chưa nhìn thấy một cái người nào có một cái gương mặt nó thân thiện, nó giống như một người thần tượng của Hương là cô diễn viên Kim Cương. Wow. Đó. Nên là Hương sẽ bảo vệ bạn tối đa, bạn yên tâm. Yeah. Cảm ơn anh Nguyệt. Xin mời Trân Huy Trần. Dạ, 5 điểm. Xin mời anh Hoài Linh. Cảm ơn anh. Để khuyến khích bạn, tôi gửi đến bạn điểm 6. 5 và 6. Tôi được ngồi ở đây và tôi được quyền làm cái điều trong cái phạm vi khả năng và quyền lực của mình là tôi làm đúng trái tim mình nói, tôi sẽ tặng bạn 8 điểm. Đối với anh là điểm nào hơn 5 điểm là một cái món quà rất là đặc biệt. Món quà được tặng riêng cho em đúng là may mắn. Và tập thật là tốt hơn nữa để xứng đáng với gì mà Hưng đang cố gắng bảo vệ bạn mình và bạn. Điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Nguyệt 6,3 điểm, xin chúc mừng. Bây giờ mời bạn lên chỉ cần để xem bạn đã giảm được bao nhiêu trong tuần vừa qua. Số cân cũ của Nguyệt đó là 93 cân. Và số cân hiện tại là 90,5 cân. Giảm được 2,5 cân, tương đương 2,7%. Và tổng điểm của bạn trong tuần này là 9 điểm. Chúc mừng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại, hiện tại số điểm thấp nhất thuộc về bạn Nguyễn Thắng, 8,5 điểm.